Đấy, đây là nhà townhouse ở đây. Nhà townhouse là nhà kiểu liền kề của Việt Nam ấy. Và ở đây có một cái biển open home này. Đấy, tức là họ sẽ ở đây họ thiết kế theo kiểu là ngoài đường ở ngoài này nhá, thì họ sẽ thiết kế là không để đỗ xe ngoài đấy mà đi vào trong này mới là chỗ đỗ xe chung của cả cái tòa nhà này. Cái đấy là cái có cái hay về mặt thiết kế đô thị ở chỗ là mình đi ngoài đường mình không thấy nhiều parking, nhiều chỗ đỗ xe ô tô, nó sẽ giấu đằng sau những cái nhà này. Và nhà ở đây nó cũng cái hay so với cả nhà Việt Nam là bao giờ nó có một cái sân đằng sau này và một cái sân đằng trước mặt đường. Cái sân đằng trước mặt đường ấy thì là để người ta ngồi, người ta kiểu thích ở ngoài mặt đường, thích sự ồn ào náo nhiệt. Còn khi mình yên tĩnh thì sẽ có một cái sân ở ngoài đằng vườn để người ta ngồi người ta yên tĩnh. Đấy là cái điểm thiết kế rất là hay ở đây. Thì đây cái nhà này, nhà người ta đang bán này đó, nó cũng có một cái sân đằng sau rất là rộng. Cái sân này ít nhất phải 20 m², nữa là theo yêu cầu thiết kế của council. Em nghĩ cái này khoảng 100 m², căn hộ 100 m², 2 tầng, 2 phòng ngủ. Mặt bằng thì mình nghĩ là nó không khác gì so với Việt Nam đâu, nhưng mà cái mặt bằng của ngôi nhà ấy, nó không khác với Việt Nam, kiểu vẫn là cầu thang rồi chia đôi 2 phòng ngủ hai bên thôi. Nhưng mà cái sân trước của nó rất là hay. Và cái mà cách của nó thiết kế garage giấu cái chỗ parking ở bên đằng sau cái nhà rất là hay. Là khi mà bạn đi ở ngoài đường ở phía mặt bên kia của ngôi nhà ấy, sẽ chỉ thấy cái mặt tiền của ngôi nhà thôi. Đấy, mà sẽ không bao giờ thấy cái chỗ parking như này. Kia cũng thấy một cái dãy làm theo đúng cái địa hình. Địa hình không thay đổi nhiều. Tất cả theo hết. Nhà ở đây đang giao bán nếu đổi cho tiền Việt Nam là khoảng 10 tỷ. 700.000 nó khoảng 10 tỷ. 10 tỷ đồng. Thì họ cũng không san lấp nhiều, họ để nguyên cái địa hình cũ như nào thì nó cứ tấp xuống đấy, nhìn ra phía thung lũng về kia. Nói chung là mình thấy thiết kế rất là hợp lý. Vừa đủ, vừa gọn đủ. Vâng. Cho một gia đình 2 người. Đúng rồi. 3 người vẫn được, vâng. 3 người, hai vợ chồng một đứa con. Đây cũng là một cái nhà họ đang giao bán này. Cái nhà này em nghĩ giá cũng cỡ vậy. Đấy, đây là lối vào này, lối vào từ ngoài mặt đường này. Đấy. Đấy, nhà này thì họ cũng thấy họ sẽ có một cái sân ở đây. Mình em nghĩ mình cứ vào đi. Nó đang open mà, nó kỹ biển mà. Thì cái sân này là cái sân họ sẽ nhìn ra cái đường vào chung này. Đằng trước này sẽ có một cái sân nữa. Đấy, và mình cứ vào nha. Đất hơi nhỏ, đúng rồi. Đấy, ở đây họ sẽ có một cái sân nữa. Cái sân này thì họ có fence rất là đầy đủ để có đủ không gian riêng tư ấy. Tức là cách thiết kế này nó hay cái đấy, nó hay cái là luôn luôn cho chủ nhà có một cái lựa chọn. Khi mình muốn sự yên tĩnh hay là mình muốn cái sự náo nhiệt ở phía ngoài đường phố thì cái diện tích này tối thiểu, tổng của hai diện tích hai này tối thiểu là 20 m², mà đây thì chắc chắn là hơn rồi. Cái này bếp đây cũng phải 10 mấy mét vuông, cái đằng trước nữa thì tổng phải còn 30 m². Nhà 2 tầng và gạch rất là chắc chắn. Nhà này mua thì không phải nghĩ nhiều ấy ạ. Không phải lo lắng gì đúng không? Không phải đâu. Bởi vì cái ở chỗ đó thôi thì vâng. Đây ta đủ khả năng. Đây là mua cái căn nhà mới thì có tiềm lực hơn. Vâng. Đây là phía trước ngôi nhà này. Mình thấy không? Không thấy chỗ parking nào hết, giấu đằng sau hết rồi. Và mỗi cái khoảnh vườn đằng trước này, nó cũng rất là rộng, đủ để mọi người có thể ngồi thoải mái này. Đủ có thể barbecue đúng không? Mời anh em bạn bè, là cà phê buổi sáng ở đây là rất là thoải mái. Mấy cái nhà này chính là cái nhà đang giao bán. Đó, đằng trước rất là sạch sẽ. Đây là một cái nhà mà mình xem, mình đang đến đây thì mưa. Nhà này có 3 phòng ngủ. Đây là phòng khách này. Đây là một sân rộng đúng không? Ngủ có cái deck nhìn ra ngoài. Ở ngoài trời lại tạnh mưa rồi. Một phòng đúng không? 3 phòng ngủ đấy. Phòng vệ sinh trông rất là mới, nhỏ nhưng mà phòng vệ sinh rất là mới. Anh nghĩ người ta sơn lại rồi. À, tường này có vấn đề gì không ta? Đấy, à đây chỉ là cái dán thôi đúng không? Đây là cái dán tường thôi, chứ không phải là tường bị rộp. bỏ ngay bên phòng khách. Ô, khá rộng rãi. À, nó có cái sân đằng sau. Cái khuôn viên đó là từ cái trước này đúng không? Vâng. Cái nhà này là nhà cross lease nhé anh ạ, không phải là freehold. Cross lease tức là về cơ bản thì là cái nhà này và cái nhà đằng sau anh sẽ phải chia đất, cả cái đất này với cái nhà đằng sau. Thì về cơ bản là cả chung giấy tờ của trên cùng một khu đất. Và sau 999 năm ấy thì là anh có quyền sang nhà hàng xóm ở. Và hàng xóm có quyền sang nhà anh ở. Tức là về lý thuyết ấy, thì là cái nhà anh đang ở đây này là anh được nhà đằng sau cho anh thuê, và ngược lại cái nhà người ta đang ở ấy là anh đang cho người ta thuê. Nhưng mà ví dụ như cái hay là khi mà anh thỏa thuận được với nhà hàng xóm ấy thì có thể chia đôi đất ra và chia đôi nhà ra. Ví dụ có hai nhà, bao giờ có hai nhà trên đất mà, thì là ok, thì là không vấn đề gì, thì là anh sẽ thành freehold, tức là anh là sở hữu hoàn toàn là của anh. Ồ, đường ống này bị vỡ rồi này. Nói chung mà đi xem nhà mà xem vào lúc trời mưa này phát hiện thì sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ở chung cửa sổ cửa xước là rất là cũ. Đây là mình phải ngó cái nhà đằng sau này. Cái nhà VIP này với chung với cái nhà đằng sau. Đây, đây chính là nhà đằng sau này. Đây nhà đằng sau là tây trắng này. Em nhìn thấy mặt người ta rồi thì em nghĩ là cũng ok. Mà nhà tường là sẽ là tốt nhất đúng không? Tất nhiên rồi, tường gạch là tốt nhất. Đúng rồi. Này, tất cả window frame này đều có vấn đề hết này. Nói chung là vừa rồi mình nói chuyện với nhà hàng xóm thì nhà hàng xóm mà tây trắng mà họ ok thì em nghĩ là ok, không vấn đề gì đâu. Ok là sao, tức là mình sợ nhất là gì? Sợ nhất là ví dụ hàng xóm là một thằng lưu manh. Anh hiểu không? Mà nó không muốn anh ở cùng với nó thì nó sẽ gây sự vanh về tất cả mọi chuyện, bởi vì cái này là đất. Ủa, hai bên cùng share. Cross lease thì có việc bán à? Anh có quyền bán chứ. Anh bán là quyền của anh. Không ai cấm anh cả. Không ai cấm anh bán. Thì lúc đó thì tức là giống như đất sở hữu chung thì nó sẽ sang, mình sẽ là thay thế cái người này. Đúng rồi. Đúng rồi như thế. Nhà này cây cối vườn tược đẹp đúng không? Rộng rãi này. Rộng rãi, vườn tược rất là đẹp, nhìn ở ngoài rất là ok. Có cái deck này thích đâu. Và bây giờ hỏi có 645.000 thì rằng không phải là đắt. Cái khu zone này thì mình đi qua mình cũng thấy thích. Mà nhìn thì ví dụ như em thì em thấy như này là người ta cũng chăm sóc nhà cửa người ta tử tế, chủ nhà cũng ok. Nhà này ở ngoài là xây cái rào này là không được phép. Thực ra cái rào này chỉ được phép cao 1m4 thôi. Cái rào này là khoảng 1m8, hơn 1m8 rồi. 1m8 thì sẽ được phép xây 1m8 nếu như mà nó là phải có một nửa là rỗng chứ không đặc hết như này. Nhưng mà em nghĩ cái này cũng chả sao, chuyện nhỏ. Còn phố xung quanh rất là thấy rất là ok.